Rồi. Rồi mình chào mọi người đến kênh của mình ha. Hôm nay mình có ít một món đồ ha, mọi người có nào thích hợp công việc thì liên hệ mình ha. Thì hình thức bán hàng của mình vẫn cũ nha mọi người. Trên 300 ngàn mình bao ship ha. Chuyển khoản trên 300 ngàn bao ship và dưới 300 ngàn thì cộng phí ship ha. Rồi. Thì đây mỗi món linh tinh. Đây mình vô bản số 1 ha. Đó, cái dây này dài khoảng hơn 5 mét ha. Đó, nó có hai đầu luôn, tự động luôn ha. Dây cho mấy cái chờ cái này là tháo ra. Đó, cái này nó đầu tự động nè. Đó, để đây nè. Ha. Đó, rồi cái này nó có cổ dê, người tháo cổ dê này qua đây. Đó, gắn qua đây ha. Rồi dài 5 mét ha. Đó dây nè 5 mét nha, còn ok, còn đẹp nha. Đó, mình cũng bán rồi. Rồi dây này mình bán 350 nha mọi người. Đó 350 ha. Đó mã số 1. Đó, dây này mọi người xài là ok nha, 5 mét dài 5 mét. Thì mọi người cái này đặc biệt là cái đầu này nè. Đó mọi người để vô thì nó không ra nước nha mọi người. Chừng nào mọi người gắn cho máy hay gì nó mới ra ha. Đó nó khóa lại luôn. Rồi mã số 1 mình bán 350 nha. 350 ngàn. Đó mã số 1 ha. Đó cái này cũng giới thiệu sơ qua thôi. Nên nó cũng không có gì. Dây khai bao mình thử không xì nha. Đó mã số 1 350, nó có hai đầu ha. Đầu đực đầu cá nè. Đầu này gắn vô cũng được, còn mọi người tháo đầu này ra gắn vô ha. Gắn vô vào nước nè. À, gắn trực tiếp vô ha. Đó đầu này nó có gắn với giặt cũng được nè. Đầu này nè. Hai đầu này ha. Rồi dây dài 5 mét. Đó, cái này của thường thường cho mấy cách chơi mọi người ha. Rồi. Mã số 1 mình bán 350 nha. Đó, 350 ngàn dài 5 mét nha. Rồi mình bán 3 mét thì dài khoảng 250. Rồi. Cái này mình bán một cái dây này nè người ha, dây này của Mỹ nè. Đó. Nó có cái đầu này luôn nè. Đó cái đầu này ha. Cái van này không biết van giả mát hay van gì nè. Đó cái này. Cái van này cũng của Mỹ luôn nè, để gắn vô nè. Đó. Gắn vô rồi ha. Đó, đó, gắn vô tự động luôn nè, giống như ha. Đó, nó con này nha, cái này là cái sin của nó nè, người ha. Đó, sin. Đó, cái này cũng khá nặng ha. Chỉnh nắp hay giả mát vậy đó. Rồi, mình tháo ra nha. Đó một cái. Rồi cái đầu này của nó là nó chỉnh hoặc là chỉnh hơi, mình ví dụ như mình chỉnh trong cái máy nâng hay gì á người ha, chỉnh khí á ha. Đó, người không thích người tháo ra thành bộ vô đá nha. Đó, về vô đá. Đó, mình bán cái này giá là 650 nha. Đó, cái tay này nắm nè. Ok ha. Này không biết mua nhiêu nữa. Rồi 650 nè. Đó. Dây này dài khoảng 5 mét nha. Đó, cái đầu này cũng Mỹ luôn nha. Thấy cái đầu này nè. Đó, USA nè. USA nha. Em thấy đây. Nó có chữ USA đây mọi người ha. Đó, rồi cái đây nó cũng cái đời dây này, Acetylene nè. Cũng USA luôn nha. Đó. Cái ký của nó nè. Nó cũng chữ mờ để kiếm cái chữ nè. Nó nói đại khái là cái này nè. Dây dài khoảng 5 mét ha. Đó, dây vô đá luôn. Đó, cái đầu đi rồi ha. Đó, mọi người xài khí hay xài gì cũng được nha. Rồi, cái tay nắm này luôn. Nó cái tay này nè, thì nó gạt xuống. Nó chỉnh bấm ha. Đó, chỉnh lên xuống. Nói chung là mày này chỉnh cho cái tời bằng hơi, cái tời đĩa, cái tời bằng hơi, hay là mình dây này mình tận dụng cho đá cũng được nha. Đó, dây dài 5 mét, cái tay này mình chỉnh bằng hơi. Mình đó ha. Hai cái tay này bây giờ đi mua cũng hết nhiều tiền nha mọi người ha. Rồi bán 650 nha, mã số 2. 650 ngàn. Đó, dây cũng Mỹ nha. Đó là cái đầu này cũng Mỹ nữa mọi người. Đó, mình sẽ quay đây nè ha. Còn cái chữ này mà không biết mình nãy thấy chữ USA nè. Nói chung là đây USA nè. Đó. Đó dây nè. Đó, USA luôn ha. Rồi, dây nó còn ok nha. Đó cái tay này mọi người giờ chỉnh cũng được nè, hai cái này không hết đi mua cũng hết mấy trăm ngàn nha mọi người ha. Rồi bán 650 mã số 2. Rồi 650 ngàn ha. Rồi mã số 3. Mã số 2 là 650. Rồi mã số 3 mình bán một cái bình này ha. Đó, cái bình này mọi người xem nha. Đó, nội mình bán là 750 nha. Mã số 3 750. Đó, 3 là 750. Đó. Cái bình này là mọi người về chế hay là về ok nha. Rồi. Đó, bình nhôm, nó có đầy đủ luôn. Đầy đủ đồ hết, chỉ thiếu cái máy thôi. Rồi, đây. Đó, hai van này là tự động hết ha. Đó, hai van cũng tự động nè, thường nè, hai van tự động cao áp ha.
ha. Rồi, là 4 van ha, có đồng hồ. Rồi cái này cũng có luôn ha. Cái này mắc da băng luôn ha, cái đầu này nè. Ba đầu tự động cao áp nha. Các anh em được cái đầu này ha. Hai đầu là tự động thường. Đó, người gắn vô nè. Đó, bình ok nha. Đây. Đó. Nói chung là đẹp. Đó, mọi người nồi lấy 5 cái van này không hết khoảng bây giờ mình cho là 100.000 cái thôi ha, 5 cái hết 500 rồi ha. Còn cái bình, cái van đồng hồ. Đó, đồng hồ nó có một bên nha. Rồi. Hai cái đồng hồ này là ok nha. Đó, hai đồng hồ này ok, cái đồng hồ này nó nhảy lên số này nè. Đó, như ha. Đó, đầy đủ luôn, ba này nhôm nhôm đặc biệt các người ha. Đó, mình có ép nó mấy chục ký luôn. Đó, rồi. Nó có một tay nắm này thì mọi người dặn qua đây đều được. Đó, dặn ra. Tháo các bạn ở đây. Đó ha. Đó, ok. Nói chung là mọi người về tháo van ha, 5 cái van, đó đồng hồ. Bình này đó, mọi người chế mấy hơi ha, nhẹ nha. Nhôm mình nhôm đặc biệt á. Rồi mình bán 750 nha. Đó, người nào thích thêm chi tiết gì á thì qua Zalo mình sẽ quay cho mọi người xem. Nha. Qua Zalo mình quay cho nó rõ. Rồi mã số 3, mã số 4 mình bán 300 ngàn ha. Đây. Ba cái đầu súng bét đây nè. Đó, mọi người dẫn vô súng ha. Đây là cái cây này. Đó. Đó 300 ngàn, cây này nó bị xì nha mọi người ha. Đó, nhưng mà gắn vô thì cũng được đó, mọi người về chế còn ba cái đầu này là ok. Đó, gắn chế súng nè. Đó, à, một nè. Chỉnh đầu bét là ok ha. Đó ba cái. Đứng kìa. Đứng. Đó, bảo bét nó nha. Ba cái này là vô dừa của nó luôn nè. Đó. Nó hơi cứng chút để mình về. Đó. Đó, hơi cứng chút hơn ha. Đó, đầu bét này cũng về luôn. Đó, nhặt vô nè. Đó, xoay được luôn ha. Đó, ba cái. Rồi, bán 300 ngàn nha. Đó, có cái súng này bị xì đâu. Ở trước mình thử không biết bị xì chỗ nào. Mã số 4, 300 ngàn. Rồi, mã số 5. Mã số 5 mình bán mấy con chì này nè. Đó. Với lại cái hộp pate ha. Đó, ba con chì này với cái hộp này. Đó, ba cái ống chì. Đó, này khoảng 2 lần mấy 3 lạng vậy. Ba cái đống này nè. Cái này là 150 gram nè. Ly 6 nè ha. Rồi, ba cái này với lại cái này. Cái này cái bơ để mình hàng đó mọi người. Đó, chấm qua hàng vô ha. Đó, chấm qua hàng vô để nó rượm sạch đó. Rồi, bốn này mình bán 280 ngàn ha. Đó, như đây nè. Với bơ chì 280 ngàn, mã số 5 đây ha. Mã số 5, 280 ngàn. 280 ha. Đó. Mã số 5 ha, như đây ha. Rồi, đó, mọi người về hàng là ok luôn. Với cái bơ tê này nữa, 280 ngàn. Rồi, mã số 6. Mã số 6, 4 mũi 10 mũi 2 ti rồi ha. Đó. Một mũi 10 nè. Bốn cạnh nè ha. Hai mũi 16 nè. Ha. Đó, healthy luôn nha. Đó, hai mũi 16 với một mũi 25 26 này vậy. Mình đo nó thấy cái chữ nó mờ mờ này cũng healthy luôn. Đó bốn cạnh hết luôn nha. Đó mình đo đây khoảng 25. Chắc mũi này chắc 26 á mọi người. Đó, 26 ha. Rồi bốn cái mũi này bán 500 ngàn nha. Đó, hiếm lắm nha mọi người. Đó mã số 7, 500. Mũi 10 này ha. Mũi 10 này dài khoảng mũi 10 dài khoảng 26. Cái mũi dài 16 này khoảng 46 ha. Đó. Mũi 26 này nữa. Cái mũi này mình để sao bây giờ thấy bán luôn ha. Rồi. Đó nha, 500 ngàn nha. Mã số 7. Rồi mã số 8. Mã số 8 mình bán một cây bốt ha. Mà bán 1,3 triệu.
Rồi mã số 8 mình bán 1 triệu 3 nha. Đó. Đây. Đây nè, cây này ha. Bốt này có thang ha. Vừa mua lông vừa dính đô 10 ha. Đó, cây này có thang nha. Con này như mới luôn, nó đẹp lắm. Nó chỉ vừa đây nè, GXD ha. À, 18V8 110 ha. Đó. Con này đời đây, pin này pin còn như mới luôn nha, 4 đèn 2A. Nhận sạc nhiên luôn ha. Đó, pin này còn đẹp luôn. Máy nữa. Nó có mũi vít đây nữa ha. Đó, mũi vít này giờ mọi người xài vừa xài bu lông xài vít ha. Đó, vít là xài đây nè. Đó. Bu lông là gắn đây ha. Đó. Này là đa dụng á. Đó, gắn mũi vít đây. Đây, chạy khá êm ha. Có hang nha mọi người ha. Đó, mã của nó này, mọi người tra lên. GDX 18V này ha. Đó, 18. Rồi, con này mình bán giá, con này còn khá đẹp luôn nha mọi người ha, 1 triệu 3 nha. Đó, máy pin zin luôn. Thì cần sạc thì mình có sạc luôn ha. Rồi. Đó, đẹp đẹp nha, đó, chữ nữa nè. Như mới luôn đó. Nó chỉ bị than tí thôi, là nó bị cái chỗ này nè. Đó, nó phải hủy ra ha. Đó, chỉnh lại một chút là xong. Xong ổ than chút thôi. Đó. Chứ phải mới là nó bỏ rồi ha. Đó. Này này gắn bu lông luôn nha. Đó. Đó. Rồi, con này là mã số 8 1.3 máy pin ha. Rồi mã số 9 nè, LT nè, 22V ha. Sạc nhìn luôn. Đó. À, mình bán 2.6 nha mọi người ha. Đó, bằng dít nè, không than luôn. Pin lên 4 đèn luôn ha. Đó, pin còn đẹp luôn. 2.6. Nói chung bộ này là siêu tầm ha. Cái này bãi về là mình chưa có gì, mình chỉ lau sơ thôi, không có vệ sinh gì luôn đó mọi người. HTSD A2A22. Rồi con này nè ha. Đó. Không than nha. Đó. Này là dành cho dân siêu tầm thôi ha. Đó, 2.6. Người nào biết giá trị của nó thì mọi người mua nha. Chứ bình thường cái máy này không phải là rẻ đâu mọi người. Đó, cục sạc nó 700-800 mua không có đó. Cục pin này cũng vậy nữa ha. Đó, 700-800 mua cũng không có, khoảng 700-800 á ha. Đó, nó cũng mắc lắm. Rồi cục máy này, cái máy ha. Đó, người rẻ thì xài cái đế 3D ha. Đây con này tem nó còn đẹp luôn nha. Đó, nói chung là hàng còn đánh 29. Đó, hàng bãi mà còn đẹp nha. Không bắn đinh không gì nha, không thay vỏ nha. Đó. Cái vỏ thay là mọi người biết liền, nó không có chữ đây nè. Đó, vỏ thay là không có chữ ha. Vỏ linh kiện. Rồi, mã số 9 là 2.6 ha. Mã số 10 mình bán đây. Con này là còn khá đẹp luôn ha. Như mới luôn á. À, cái đầu đó nè. Đó, con này không than ha mọi người. Mình bán 4 triệu rưỡi nha, máy pin. Pin 5.2. Mã số 10 là 4 triệu rưỡi. Đây. Nè, LTSD 6. Mà cái này mình chưa vệ sinh, mình lấy khăn lau sơ qua thôi nè. Nó còn đẹp vậy nè. Đó, cái này là nó chày vô là bãi thôi. Cái đầu này mọi người thấy không? Đó, cấp trượt nó ha. Nói chung nó nhiều mới không bắn đinh nha. Nhưng đặc biệt luôn này không bắn đinh ha. Đó, con này khá đẹp luôn ha. Con này là đời cao nhất của Healthy nha. Trong vòng khoan á, mình chơi thấy chưa có con nào mà khoan qua con này nha mọi người. Đó. Tất cả luôn. Không phải là con này nó còn cái dòng này ha. Pin 5.2 ha. Đó. Pin còn lên 4 đèn luôn nè. Đó. Con này nó xài điện tử không người, tua nó ha. Trượt nè. Đó, nó cắt điện tử luôn ha. Đó, con này nó chung nhiều tính năng lắm, có búa luôn ha. Đó, chạy như đó. Đó, số 2 nè. Đó, thắng ghê rồi ha. Đó, thắng như là gì á. Nói chung là con này, mấy con này là hàng sưu tầm đó ha. Mọi người làm công trình là bao bao luôn ha. Đó, con này mấy nói chung là không có đối thủ trong vòng khoan 18-22 ha. Con này đặc biệt là nó ngắt nữa rồi, chống gãy tay nè. Đó ha. Người khoan á, gãy tay là đó, chống gãy nè, ATC nè. Đó, thả ra nè ha. Đó. Ngắt liền ha. Đó. Thả gòi ra. Đó ha. Rồi, đặc biệt cái dòng này nữa. Nếu khoan á, dù khoan vô gãy tay
giặt cái gãy tay nó chống chống gãy tay luôn ha, ATC nè. Đó. Cái máy này thì bán 4,5 triệu ha. Đó. Con này là không có thay vỏ hay gì nha. Đó, vỏ zin thôi. Có chữ đâu người ha. Đó, vỏ thay là vỏ linh kiện là không có chữ này nha. Đó, người lưu ý giúp mình. Đó. Đó, con này nói chung là mới khoảng 90% mọi người. Ha. Không làm gì chỉ ra bãi nó chạy thôi ha. Ở cái đầu đó nè, nhìn cái đầu này ha. Rồi bán máy pin 4,5 triệu nha, pin bao nhận sạc. Đây. Đó, pin 4.2 ha, 5.2. Rồi. Mã số 10 ha. Rồi. Con này nếu mà không bán được mình cũng để dành xài nha mọi người ha. Kiếm cũng không có đâu. Giờ mọi người mua máy Mỹ mấy gì á, 5 triệu mấy hay gì á ha. Chưa chắc bằng máy Nhật nha. Đó. Hàng thị trường Nhật là mình thấy chuẩn hơn. Bởi vậy tại sao thích máy bãi hơn mua máy mới là vậy mọi người ha. Rồi mã số 11 mình bán bộ này 1 triệu nha. Electric cơ. Đó. Máy pin sạc in đó ha. Đó, 14 18 nè, con này nè. Nó chỉnh gì trên đây nữa ha. Đó. Pin zin luôn. Đó, pin 2A. Rồi, mã 11 bán 1 triệu ha. Rồi, mã 12. 12 bán cục pin này ha. Đó, cục pin này cũng như còn còn đẹp nha, chưa khui luôn á, còn lên đèn nhận sạc luôn. 2 triệu 2 nha. Đó thì mọi người mua pin rẻ nào đó thì mọi người có bên người ta bán 1 triệu cũng có, bán cũng 8-900 hay gì á. Mình bảo đảm pin này nó cầm tốt nha, bãi giờ nó cầm nhận sạc luôn. Đó đẹp nè ha, mình chưa có vệ sinh, chưa tháo gì luôn. Đó 2 triệu 2. Đó. Giá trị của cục pin này là mới vậy ha. Rồi mình cảm ơn mọi người xem có món nào thích hợp của mình thì liên hệ. Con này đắt 2021 luôn nha. Đó. Rồi mình chào mọi người ha. Rồi.